Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chính thức thông xe cầu Nam Lý, kéo giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía đông thành phố. Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ sạt lở trên quốc lộ 2 ở Hà Giang. Điều tra vụ hàng chục con hổ chết tại khu du lịch Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Mỹ gánh chịu những thiệt hại ngoài sức tưởng tượng do cơn bão Helene gây ra. Thưa quý vị, chính thức thông xe cầu Nam Lý tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay sau 8 năm thi công. Đây là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt trong kết nối hạ tầng giao thông, tạo không gian và động lực phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, góp phần kéo giảm ùn tắc ở cửa ngõ phía đông của thành phố. Cầu Nam Lý nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp có chiều dài 450m, chia làm hai nhánh rộng 20m và đường dẫn dài 300m. Dự án được khởi công vào năm 2016 với tổng vốn đầu tư hơn 731 tỷ đồng. Tháng 3 năm 2019, công trình phải tạm dừng thi công vì vướng mặt bằng. Đến tháng 3 2023 mới tái khởi động. Công trình giao thông quan trọng này nối hai tuyến đường huyết mạch của thành phố Hồ Chí Minh là đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cũng như khai thông tuyến đường thủy nối từ sông Sài Gòn với sông Đồng Nai. Đến cuối năm 2024 này thì chúng tôi cũng tiếp tục là coi thi công tiếp tục là các cái đường song hành, đường nhánh và đường dân sinh để làm sao mà hoàn thành được công trình, toàn bộ công trình vào tháng 12/2024 này. Cầu Nam Lý sẽ giúp thay cầu cống đập Rạch Chiếc đã xuống cấp và xóa nút cổ chai trên đường Đỗ Xuân Hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ngày 1 tháng 10 cho biết vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nâng cấp sửa chữa toàn diện hạ tầng giao thông trên quốc lộ 51. Trong đó đặc biệt là sửa chữa mặt đường hư hỏng và vạch sơn mòn mờ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Quốc lộ 51 dài 86 km từ Đồng Nai đến Bà Rịa Vũng Tàu. Tuyến đường bắt đầu xuống cấp hư hỏng từ năm 2023. Thời gian gần đây do mưa lớn nên đường xuống cấp nghiêm trọng hơn. Hiện trên toàn tuyến có khoảng 186.000 m² mặt đường hư hỏng, gần 7.000 m² vạch sơn đường bị mòn mờ. Đồng Nai đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị liên quan nhanh chóng phối hợp với ngành chức năng tỉnh cùng kiểm tra thực tế hiện trường về các hư hỏng bất cập trên quốc lộ 51 để thống nhất giải pháp khắc phục. Đồng thời khẩn trương thực hiện dặm vá sửa chữa ngay các vị trí mặt đường hư hỏng nặng, sớm lập thủ tục sở hữu toàn dân về tài sản để có cơ sở tháo dỡ trạm thu phí và thực hiện đại tu tuyến đường. Cầu phao Phong Châu bắc qua sông Hồng nối huyện Tam Nông với Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã tạm dừng hoạt động vào chiều qua do nước sông Hồng lên cao. Cầu phao được lắp đặt và vận hành trong điều kiện lưu tốc dòng chảy từ 2,2 m/giây trở xuống. Tuy nhiên, mực nước và lưu tốc dòng chảy của sông Hồng tiếp tục lên cao, gây mất an toàn cho cầu phao. Việc đóng cầu phao cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới. Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 2 ở Hà Giang mà chúng tôi đã thông tin, sau 4 ngày nỗ lực khẩn trương tìm kiếm, sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng. Các lực lượng thi công và chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực để sớm thông tuyến trở lại. Vụ sạt lở với hơn 20.000 m³ đất đá đã khiến quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Giang bị tê liệt. Lực lượng chức năng đã phân luồng tạm thời để các phương tiện có thể di chuyển qua khu vực này. Mưa lớn tiếp tục kéo dài, nước từ núi chảy xuống tạo thành những khối bùn đất khổng lồ, trong khi vết nước mới gần khu vực sạt lở càng làm tăng nguy cơ tiếp tục sạt lở. Khai thông với đường giao thông thì tiến hành hai đầu đường, dùng các xe chở đất đá, máy cuốc để cuốc lên xe. Bên cạnh đó thì kết hợp với lực lượng thủ công là cưa các cái cây cối cũng như là cẩu cắt bê tông. Hiện nay là cục đường bộ đã chỉ đạo khu đường bộ 1 và đơn vị quản lý đường bộ 232 tập trung tất cả các thiết bị và nhân lực có để đảm bảo khả năng thông tuyến nhanh nhất. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp, các lực lượng vẫn không ngừng nỗ lực bám trụ hiện trường nhằm sớm thông tuyến quốc lộ 2. Còn tại tỉnh Yên Bái, từ tối ngày 30 tháng 9 đến chiều ngày 1 tháng 10, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa to đến rất to, một số nơi cao hơn 200mm. Tính đến 20 giờ ngày 1 tháng 10, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản hạ tầng giao thông. Tại huyện Văn Chấn, sét đánh là một phụ nữ 29 tuổi tử vong, 113 nhà dân bị thiệt hại do sạt lở đất, tốc mái, ngập úng phải di dời. Diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng hơn 380 hectare. Gần 400 con gia cầm chết.
Các tuyến đường giao thông ở quận Văn Yên và quận Trấn Yên có 36 điểm sạt lở, ngập 8 điểm ngầm tràn. Ở xã Nghĩa Tâm và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, một cầu dân sinh sập trôi hoàn toàn, hai cống qua đường bị ngập, tổng thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cảnh báo mưa có khả năng kéo dài, đất ngậm nước đến bão hòa nên nguy cơ sạt trượt rất cao, đe dọa các công trình hạ tầng, nhất là nhà dân bên sườn đồi, dốc núi. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tối ngày 1 tháng 10 tại xã đảo Minh Châu, cháy rừng làm thiệt hại khoảng 10 hectare. Địa phương huy động tối đa lực lượng tham gia dập lửa. Đến 8 giờ 30 sáng nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Theo đó, vụ cháy bùng phát vào khoảng 18 giờ 40 phút tại rừng keo, bạch đàn và thông của một số hộ dân. Đây cũng là diện tích rừng trồng vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua. Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu đã huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng địa phương tham gia chữa cháy, phát đường cản lửa để ngăn chặn cháy lan. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra vào ban đêm, lượng thực bì dày, nhiều cây lao, nứa và cây keo gãy đổ do bão số 3, kết hợp gió mùa to làm đám cháy bùng phát và lan nhanh, gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Sau bão số 3, Quảng Ninh có trên 117.000 hecta rừng bị thiệt hại, đã phá vỡ thiết kế phòng cháy trước đây. Do đó, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh rất cao. Người dân cần lưu ý khi dọn dẹp, thu gom cây rừng, tránh xảy ra tình huống cháy tương tự. Trong phần sau của chương trình, James Webb phát hiện dấu hiệu của hai hợp chất mới trên bề mặt vệ tinh lớn nhất của sao Diêm Vương. Hơn 1/5 bề mặt đại dương trải qua một đợt nắng nóng nghiêm trọng vào năm 2023. Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 160 người tính đến sáng ngày 2 tháng 10 và có thể thiệt hại tới 160 tỷ đô la Mỹ sau khi siêu bão Helene tàn phá khu vực đông nam nước Mỹ. Đây là cơn bão gây chết người nhiều thứ hai tại đất liền Mỹ trong khoảng 50 năm qua sau cơn bão Katrina vào năm 2005, làm chết gần 2.000 người. Theo CNN, số người chết có thể còn tăng lên sau khi lực lượng cứu hộ đến được những địa phương bị cô lập. Cố vấn an ninh nội địa Liz Sherwood-Randall thì cho biết con số này có thể lên đến 600 người. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết quá trình xây dựng lại những nơi bị ảnh hưởng nặng có khả năng sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la Mỹ và kéo dài nhiều năm. Ông Biden sẽ đến thị sát tình hình ở North Carolina vào ngày 2 tháng 10. Tại đây, hàng trăm tuyến đường vẫn phải đóng cửa, hơn 7.000 người đăng ký nhận hỗ trợ từ chính phủ. Chỉ tính riêng ở hạt Bencom, hơn 100.000 người vẫn đang bị mất điện. Cũng trong ngày 1 tháng 10, tổ chức World Central Kitchen đã cung cấp hơn 64.000 bữa ăn cho người dân sau cơn bão. Kính viễn vọng James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ mới đây đã phát hiện dấu hiệu của hai hợp chất mới trên bề mặt vệ tinh lớn nhất của sao Diêm Vương. Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này sẽ giúp họ hiểu hơn về các thiên thể băng giá nằm ở phần rìa của hệ mặt trời. Các nhà khoa học đã phát hiện CO2 và hợp chất hydroperoxide trên bề mặt của vệ tinh Haron của sao Diêm Vương. Nhóm nghiên cứu cho biết kính James Webb đã mở rộng phạm vi bước sóng dài hơn để phát hiện những hợp chất này. Trước kia, tàu thăm dò New Horizons cung cấp những hình ảnh chỉ với bước sóng 2,5 micromet. Trong khi đó, kính James Webb có bước sóng dài 5,2 micromet. Nhờ vậy, chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu của các chất hóa học. Các chuyên gia cho rằng bức xạ vũ trụ đã tác động lên các phân tử nước của Haron và tạo ra hydroperoxide, còn CO2 có nguồn gốc từ tác động của đá không gian. Trước đó, ammoniac và một số hợp chất hữu cơ đã được phát hiện trên Haron. Đại dương cũng là lính canh về tình trạng nóng lên toàn cầu. Đó là nội dung được nhấn mạnh trong báo cáo khoa học Copernicus lần thứ 8 về tình trạng đại dương vừa được phát hành. Theo đó, hơn 1/5 bề mặt đại dương trải qua một đợt nắng nóng nghiêm trọng vào năm 2023. Đài quan sát Copernicus của châu Âu đã sớm nhận ra những biến đổi này trước khi châu Âu đối phó với tình trạng sóng nhiệt ngày càng cực đoan. Karina von Schuckmann, nhà hải dương học, cũng là giám đốc báo cáo khoa học, đã kết luận. Có những kết quả đang cho thấy những thay đổi lớn, chẳng hạn như sự nóng lên của đại dương, mực nước biển, sự dâng nhanh của mực nước biển, nhiệt lượng tích trữ trong đại dương tăng gấp đôi trong 2 thập kỷ qua do hoạt động của con người.
Báo cáo cũng chỉ rõ, giữa năm 2023, 22% bề mặt đại dương toàn cầu đã trải qua ít nhất một đợt nắng nóng nghiêm trọng đến cực đoan trên biển. Còn năm 2022, gần 2/3 biển Baltic đã hứng chịu đợt nắng nóng trên biển chưa từng có từ năm 1997. Cả hai cực của hành tinh đều đang phải chịu đựng tình trạng mất băng biển chưa từng có. Bắc cực đã mất gần 2,2 triệu km vuông băng biển kể từ năm 1979. Tại Nam Cực, lượng băng biển đã xuống mức thấp chưa từng thấy kể từ khi có dữ liệu vệ tinh. Vương quốc Bhutan nhỏ bé nằm ở phía đông dãy Himalaya, từ lâu tập trung theo đuổi ý tưởng về quốc gia hạnh phúc thực chất hơn là tăng trưởng bằng mọi giá. Hôm thứ Ba, đất nước Phật giáo này đã công bố một dự án xây dựng thành phố chánh niệm để thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch nhằm giải quyết tỷ lệ thất nghiệp cao trong thanh niên. Chính quyền Bhutan đang dự định tạo ra một đặc khu kinh tế ở biên giới với Ấn Độ xung quanh Jilifu, hiện là một thị trấn 10.000 dân. Bhutan mô tả thành phố chánh niệm của họ trong tương lai là vùng đất lý tưởng cho các công ty nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực dữ liệu máy tính, trí tuệ nhân tạo và nguồn thủy điện quan trọng. Hãy tưởng tượng thành phố chánh niệm Jilifu được hình thành từ dòng chảy của các con sông bao quanh nó và các đồng bằng nhiệt đới ở chân núi Himalaya. Nơi này sẽ là một trung tâm về sự hợp tác, cộng đồng và thân thiện. Sẽ có một sân bay hoàn toàn mới với khả năng đón 5 triệu hành khách mỗi năm. Năm ngoái, vương quốc 800.000 dân này đã giới hạn số lượng du khách nước ngoài ở mức khoảng 100.000 người vì lo ngại môi trường bị tàn phá bởi tình trạng quá tải du lịch. Hầu hết mỗi khách du lịch được yêu cầu phải đóng thuế $100 mỗi ngày. Tiếp theo trong chương trình, nhiều thiết bị điện hư hại trong vụ cháy trạm biến áp, không ghi nhận thương vong về người. Vườn sầu riêng 8 năm tuổi bị kẻ gian chặt phá, chủ vườn thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Theo đó, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, mức tiền phạt đối với mức vi phạm này là từ 6 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Triệt xóa thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 80g ma túy, một khẩu súng, 4 viên đạn và nhiều tang vật khác. Đây là chiến công của Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, các lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy do đối tượng Nguyễn Văn Kỳ, sinh năm 1983, quê Hà Tĩnh cầm đầu nên đã tiến hành phối hợp triệt xóa. Qua kiểm tra khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 80g ma túy và nhiều tang vật có liên quan. Đặc biệt, tại nơi ở của đối tượng Kỳ ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng công an phát hiện và thu giữ một khẩu súng, trong hộp tiếp đạn có 4 viên đạn cao su. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối tượng Kỳ và 3 đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đêm qua, trạm biến áp trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy kèm nhiều tiếng nổ lớn, sự cố khiến nhiều thiết bị điện bị hư hại. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút tại trạm biến áp 220/110 kV Bình Tân nằm trên quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B. Lửa bùng lên dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm theo mùi khét nặng và nhiều tiếng nổ lớn. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bình Tân điều nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Công tác chữa cháy gặp khó khăn. Đến 0 giờ 20 phút ngày 2 tháng 10, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các nhà xưởng liền kề, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Tại Hà Nội, vào khoảng 20 giờ tối 1 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà số 3 và số 5, đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên. Lửa cháy lan từ công ty chuyên cung cấp linh kiện xe ô tô tạo ra cột khói lớn cao hàng chục mét.
Người dân tại hiện trường cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ khu vực chứa hàng và chỉ trong ít phút đã cháy lan rộng ra toàn bộ khu nhà xưởng. Cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội huy động 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Các lực lượng đã triển khai nhiều thiết bị để dập lửa, ngăn cháy lan sang các nhà dân gần đó. Công an cơ sở cũng được điều động để sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống gần khu vực hỏa hoạn. Khoảng 22 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát để ngăn chặn lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Liên quan đến vụ hổ chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại khu du lịch Vườn Xoài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Hạt Kiểm Lâm Biên Hòa cho biết đến ngày 2 tháng 10, đơn vị đã ghi nhận 20 cá thể hổ và một con báo đen chết. Theo đó, từ tháng 9 năm 2024 đến nay, các cá thể hổ nuôi tại đây có biểu hiện bệnh, yếu ớt rồi chết. Lực lượng chức năng tỉnh phối hợp với chi cục thú y vùng 6 kiểm tra lâm sàng và mổ khám ngẫu nhiên với hai cá thể hổ chết. Kết quả bước đầu cho thấy cả hai con hổ Bengal chết nghi do viêm phổi. Theo chi cục kiểm lâm Đồng Nai, hổ nuôi ở khu du lịch Vườn Xoài có giấy phép. Theo quy định, những con hổ chết sẽ bị tiêu hủy. Lực lượng kiểm lâm Đồng Nai sẽ làm việc với khu du lịch Vườn Xoài để xử lý. Khu du lịch Vườn Xoài đang thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với hơn 20 cá thể hổ Bengal còn sống. Khu du lịch này hoạt động từ năm 2006, nuôi các loài động vật hoang dã quý hiếm lên tới hàng chục ngàn cá thể. Vườn sầu riêng 8 năm tuổi bị kẻ gian chặt phá. Hôm nay, Công an huyện Romana, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra làm rõ để xử lý vụ việc trên. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 10, ông Lưu Tấn Giang đến thăm vườn sầu riêng của gia đình tại thôn Quỳnh Ngọc, xã Eana, huyện Romana, thì phát hiện 33 cây sầu riêng từ 3 đến 8 năm tuổi bị kẻ gian chặt ngọn đẻo gốc. Theo ông Giang, có 23 cây sầu riêng 8 năm tuổi bị đẻo chặt nham nhở ở gốc, những cây còn lại bị chặt ngọn. Ông Giang cho biết, vụ việc gây thiệt hại đối với gia đình ông khoảng 350 triệu đồng. Ngoài ra, những cây sầu riêng bị đẻo gốc rất khó phục hồi. Sau khi phát hiện vườn sầu riêng bị chặt phá, gia đình ông Giang đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Xe ô tô mất lái tông thẳng vào tiệm rửa xe. Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũng vào chiều nay. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ, xe ô tô 7 chỗ chưa rõ người điều khiển lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ tỉnh Bình Dương đi huyện Lộc Ninh. Đến khu phố Ninh Thạnh, thị trấn Lộc Ninh, xe bất ngờ mất lái tông thẳng vào tiệm rửa xe của gia đình ông Huỳnh Minh Hùng. Phương tiện sau đó tông vào tường nhà mới dừng lại. Thời điểm tai nạn xảy ra, ông Hùng phát hiện kịp thời nên tránh được. Dù tai nạn làm hư hỏng hai xe gắn máy của khách đem đến rửa và một số tài sản trong tiệm, chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào, tạm biệt.